xong, tôi vội nhảy theo để cứu người chứ không kịp suy nghĩ hay sợ nguy hiểm gì cả. Ai vào trong hoàn cảnh của tôi cũng làm vậy thôi, anh Chính nói. Liên quan đến sự việc nam thanh niên lao mình từ cầu xuống sông cứu cô gái chơi với giữa dòng nước ở Nam Định, anh Nguyễn Đức Chính, 28 tuổi, ở thị trấn Thịnh Long, Hải Hậu, Nam Định cho biết, khi anh đi làm về gần đến cầu Thịnh Long thì nhìn thấy cô gái đứng trên thành cầu. Tôi đi đến nơi thì cô gái đang nhảy xuống sông và đang chơi với giữa dòng nước. Thế vậy, tôi vội cởi bỏ quần áo rồi nhảy xuống luôn, cũng không suy nghĩ gì cả. Anh Chính kể, theo anh Chính, khi tiếp cận được cô gái, anh bơi xuôi theo dòng nước và người này rất hợp tác nên không gặp khó khăn. Khi đưa được nạn nhân vào bờ, anh Chính đứng vững tay chân, không đứng vững vì đứt mệt. Anh Chính cho hay, từ lúc nhảy xuống sông cứu và đưa được cô gái vào bờ an toàn mất khoảng 30 phút. Trước đó anh Chính từng đi bộ một đường ngang luyện về bơi lội nên có kỹ năng. Thấy cô gái nhảy xuống sông, tôi vội nhảy theo để cứu người chứ không kịp suy nghĩ hay sợ nguy hiểm gì cả. Ai vào trong hoàn cảnh của tôi cũng làm vậy thôi, anh Chính nói. Sau khi anh Chính cứu được cô gái vào bờ an toàn, cộng đồng mạng gọi anh là người cùng. Biết tin, anh Chính nói, tôi không đọc mạng xã hội nên không biết, nhưng mọi người cũng gọi điện, nhắn tin hỏi thăm, giúp được tôi. Hôm nay, chính quyền địa phương, công an cũng xuống thăm hỏi và trao quà cho tôi. Chia sẻ về gia đình sau khi biết tin anh dũng cảm cứu người thoát chết dưới sông, anh Chính cho biết, gia đình anh đồng ý và nói với tình người đã tốt rồi. Còn anh Chính cho rằng, việc anh làm là đồng thường nên không mong nhận được sự trả ơn và tình hồn quá nhiều. Trước đó, ông Lê Thanh Tuấn, phó chủ tịch ủy ban nhân dân thị trấn Thịnh Long, Hải Hậu, Nam Định cho biết, chính quyền địa phương đã xuống thăm hỏi, tặng quà động viên anh Nguyễn Đức Chính vì đã có hành động dũng cảm cứu cô gái nhảy cầu tự tử vào bờ an toàn. Theo ông Tuấn, vào khoảng 17 giờ ngày 9 tháng 4, anh Chính trên đường đi làm về qua cầu Thịnh Long, bất ngờ thấy một cô gái dựng xe đạp trên cầu rồi quyết định nhảy xuống sông tự tử. Thấy vậy, anh Chính đã bỏ quần áo lên xe, rồi dũng cảm nhảy xuống sông cứu cô gái đang chơi với dưới dòng nước. May mắn, cả hai đã vào bờ an toàn. Thời điểm xảy ra sự việc, nước sông đang lên cao và chảy xiết. Độ cao của cây cầu Thịnh Long vào khoảng 30 đến 40 mét.